Năm 2023, PVGas hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đã có những bước tiến mới trong lĩnh vực kinh doanh LNG tại Việt Nam, khi trở thành đơn vị duy nhất đến thời điểm hiện tại được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG tại Việt Nam. Thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và trách nhiệm trong việc cung cấp giải pháp năng lượng thân thiện với môi trường, PVGas đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng trung tâm LNG tại Thị Vải và chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp theo mô hình kinh doanh tích hợp LPG, CNG, LNG. Cột mốc cung ứng LNG, nguồn nhiên liệu có mức phát thải thấp, phục vụ sản xuất công nghiệp, đánh dấu quan trọng trong hành trình năng lượng xanh của PVGas, thể hiện vai trò, trách nhiệm của PVGas trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050 theo tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ tại COP26. Trong thời gian tới, PVGas sẽ khởi công giai đoạn 2 của kho LNG Thị Vải với công suất nâng lên 3 triệu tấn một năm, dự kiến vận hành vào năm 2026, triển khai dự án kho cảng trung tâm LNG Sơn Mỹ tại Bình Thuận với tổng công suất 6 triệu tấn một năm và triển khai các dự án đầu tư kho cảng LNG trung tâm tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, PVGas cũng đã thiết lập các thỏa thuận với các nhà cung cấp LNG hàng đầu trên thế giới để đảm bảo nguồn cung ổn định và cạnh tranh cho thị trường nội địa.